nay thì Naomi chia sẻ cho mọi người một cái topic mà rất là nhiều các bạn hỏi và nhắn tin chị Naomi là chị có thể chia sẻ cho em về cách thức để em xin việc từ Việt Nam hay không. Sẽ video sẽ chia làm 3 phần để chia sẻ cho mọi người. Phần thứ nhất là chuẩn bị hồ sơ. Thì khi mà các bạn đã nhắm được rằng mình thực sự mong muốn đi UK để đi làm, bạn sẽ biết được rằng là lĩnh vực các bạn muốn làm, kinh nghiệm các bạn là gì. Thì bước đầu tiên, Naomi sẽ để đường link ở dưới, là các mọi người sẽ vào website của Indeed. Đó, đăng ký, tạo tài khoản, đăng nhập tài khoản, up CV của mình lên. Và bước thứ hai là mình sẽ chuẩn bị. Trong khi đó thì mình đã phải chuẩn bị một cái CV rất là đầy đủ theo kinh nghiệm của mình để mình lột, và một cái cover letter để mình chọn. Đúng nào? Đấy, thì mọi người sẽ chọn cái chuyên ngành của mình mong muốn apply và gửi CV cũng như apply. Trong Indeed thì có cả, nếu mà mọi người đã được accept, nó sẽ được hướng dẫn phỏng vấn này, hoặc là mọi người sẽ có thể làm test trực tiếp trên Indeed luôn. Và ngoài ra Indeed thì có rất là nhiều các website. Naomi sẽ để hẳn một cái đường link dài tất cả ở dưới để mọi người có thể tham gia vào tất cả những cái care home, những cái list có sponsor, thì mọi người sẽ có thể liên lạc trực tiếp với các nhà tuyển dụng luôn. Ví dụ các bạn muốn đi làm xây dựng, các bạn muốn biết là công ty xây dựng nào chấp nhận mọi người phải có kinh nghiệm, thì mọi người có thể lên website tìm những cái công ty xây dựng người ta đang có giấy phép. Sau đó mọi người gửi email trực tiếp và mọi người sẽ soạn CV để mọi người vượt qua được cái vòng hồ sơ, đúng không? Nếu mà hồ sơ của bạn được nhận thì bạn sẽ được mời đến phỏng vấn, thì các bạn sẽ phải chuẩn bị để được trả lời các câu hỏi phỏng vấn cũng như là kiểm tra cái tay nghề của mình. Bước 3, sau khi được mời phỏng vấn xong thì bạn sẽ được accept offer hoặc là giới thiệu cho bạn những cái mức lương bạn mong muốn, và bạn sẽ phải bày tỏ rằng là bạn là ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài thì bạn mong muốn là công ty sẽ bảo lãnh bạn, và chính vì vậy là họ sẽ phải issue cho bạn một cái gọi là COS, và sau đó thì khi có COS thì bạn sẽ dùng cái đó để apply trực tiếp visa. Thì COS thì có hai dạng, COS 3 năm và COS 5 năm. Nếu mà chủ, có nghĩa là người sponsor, họ cho bạn COS 3 năm hoặc 5 năm thì bạn sẽ có thể apply. Đó, mọi người sẽ xem tiếp cái video phần 2 thì Naomi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tiếp tục cái quy trình nhá. Cảm ơn mọi người.